Thưa quý khán giả, dù không phải là dùng chuyên canh dưa hấu của tỉnh Cà Mau, nhưng vào mỗi dịp Tết Nguyên Đán, bà con nông dân tại một số nơi trên địa bàn huyện Cái Nước cũng tranh thủ cải tạo đất xuống giống vụ dưa Tết. Vụ dưa hấu phục vụ thị trường Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023, bà con nông dân huyện Cái Nước xuống giống được hơn 20 ha, tập trung chủ yếu ở xã Trần Thới, Đông Thới, Đông Hưng, Thành Phú và thị trấn Cái Nước, Hiện nay, diện tích dưa hấu của nông dân được hơn 50 ngày tuổi, phát triển khá tốt và đang trong giai đoạn cho trái. Để dưa hấu đảm bảo năng suất, chất lượng, bà con nông dân đang tích cực chăm sóc, bón phân theo quy trình kỹ thuật. Những ngày qua, mặt hàng tôm khô, cá khô ở Cà Mau bắt đầu tăng giá mạnh. Tuần trước, tôm đất khô loại một giá 1 giá 1,2 triệu đồng một ký, nay tăng lên 1,4 triệu đồng một ký. Tôm đất khô loại 2 từ 1,2 triệu đồng một ký tăng lên 1,3 triệu đồng một ký và loại 3 là 1,2 triệu đồng một ký. Một số loại cá khô như khô cá khoai, khô mực, khô cá dứa, cá đù cũng đều tăng giá trên 20% so với ngày thường. Việc tăng giá các loại tôm khô, cá khô ở Cà Mau vào thời điểm này là do cung cầu của thị trường. Giá lúa gạo tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long lại phá vỡ kỷ lục cũ để lập một kỷ lục mới với mức giá gần 7.000 đồng một ký đối với lúa đài thơm lúa ST có giá từ 7.500 đồng đến 7.800 đồng một ký. Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay, bà con nông dân trồng lúa rất phấn khởi. Nguyên nhân là do lúc đó lượng lúa hàng hóa trên thị trường rất dồi dào, nhưng hiện không có đủ gạo để cho doanh nghiệp mua. Các tỉnh như Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp, Trà Vinh, Sóc Trăng, An Giang, nông dân chưa thu hoạch lúa đông xuân. Trong khi đó, vụ thu đông ở Bạc Liêu, nông dân chỉ mới thu hoạch rộ và trễ vụ đông xuân so với các tỉnh khác trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Riêng tại tỉnh Bạc Liêu, vụ thu đông toàn tỉnh xuống giống 40.250 ha. Tới thời điểm này, nông dân đã thu hoạch trên 10.000 ha, năng suất từ 5,4 đến 6,7 tấn 1 ha. Giá tất cả các loại lúa đều tăng mạnh, riêng giá lúa tại Nguyên Khô 9.250 đồng đến 9.750 đồng một ký.